Xin trân trọng kính chào đại tớ của Chúa, ông bà mục sư quản nhiệm. Kính chào toàn thể hội thánh của Chúa tại Trương Minh Giảng. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội để được ca ngợi thờ phượng Chúa với hội thánh. Và trong thời giờ này cũng được học lời Chúa với hội thánh với chủ đề Chúa đoái xem nỗi khổ của dân Ngài. Câu gốc của chúng ta ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3 câu thứ 7 mà chúng ta vừa đọc. Và trước hết chúng ta xem là nhắc nhở lại cái bối cảnh của Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3 như thế nào. Chúng ta biết dân tộc Israel, Ngài gọi là dân tộc thuộc riêng về Ngài. Từ khi Chúa lựa chọn Abraham, cho nên một người mà Chúa biệt riêng để làm một nguồn phước cho muôn dân, rồi từ đó đến một gia đình. Và khi sang Ai Cập, sang xứ Ê-díp-tô cùng với Joseph, như chúng ta biết câu chuyện, và Chúa giấy Joseph làm tể tướng, từ một gia đình đến một dân đông đúc ở tại xứ Ai Cập. Bây giờ vua Ê-díp-tô chẳng còn biết Joseph là ai, bởi vì vua này là vua mới. Và dân trong xứ Ê-díp-tô bây giờ sợ người Israel, nên để làm giảm sức mạnh của dân Israel, Pharaoh và người Ê-díp-tô đã làm ba điều. Ba điều này: thứ nhất là bắt họ làm việc cực nhọc ở trong câu số 1. Người Ê-díp-tô đặt các công đốc để hành hạ dân Israel bằng những việc rất là nặng nề, bắt họ xây thành Phi-thôm và Ram-xe để làm kho tàng cho Pharaoh. Nhưng mà lạ, càng bắt bớ thì dân đó lại càng thêm nhiều. Thứ hai, đó là sai các bà mụ để giết con trai mới sinh ra ở trong câu số 16. Vua sai các bà mụ đỡ đẻ khi mà sản phụ Hebrew, thì hễ các người thấy trên bàn sinh con trai thì phải giết con đó đi, con gái thì cho sống. Nhưng các bà mụ lại kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai Cập, vẫn cứ để cho con bé trai sống. Và trong câu số 22 là không những bây giờ thấy dân Israel càng ngày vẫn càng đông, thì ra lệnh cho cả dân Ai Cập ném con trai mới sinh xuống sông. Đó là ba điều mà người Ê-díp-tô hay là vua Pharaoh đã làm cho dân Israel. Và trong trường hợp của Môi-se là trường hợp rất là đặc biệt. Con gái Pharaoh đã thấy Môi-se ngộ trong khi đang tắm và đem ông trở về làm con nuôi của mình. Đó là cái chương trình lạ lùng của Chúa. Thưa hội thánh, dân Israel ở trong sự than thở vì phải phục dịch khổ sở, và tiếng kêu vang thấu đến Đức Chúa Trời. Và xin chúng ta xem lại câu số 7, xin được phép đọc. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu reo vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết rõ nỗi đau đớn của nó. Dạ, xin máy chiếu, cứ chiếu đi ạ. Dạ, xin lỗi. Dạ, tiếp theo. Câu số 7. Ba động từ để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đoái xem nỗi khổ của dân Ngài ở trong câu số 7. Đó là: ta đã nghe thấy, ta đã thấy sự cực khổ của dân ta. Thứ hai là Ngài có nghe thấu tiếng kêu reo. Và thứ ba là ta biết được nỗi đau đớn. Là Chúa thấy, Chúa nghe và Chúa biết được ở trong câu kinh thánh này. Và không hề tình cờ Chúa gặp Môi-se trong phân đoạn kinh thánh này. Từ câu 1 đến câu 6, Đức Chúa Trời hiện ra và phán với Môi-se từ bụi gai đang cháy. Và một bụi gai đó không bị thiêu hủy đi. Và Chúa đã hiện ra để kêu gọi Môi-se để thực hiện chương trình để cứu dân tộc của Ngài. Đức Chúa Trời xác định với chính Ngài là ai với Môi-se. Chúa xác định Chúa là thánh khiết, đến nỗi Môi-se phải cởi cái giày ông ra. Rồi Chúa xác định điều gì nữa? Chúa xác định rằng Chúa nhắc đến tổ phụ dân Israel, nhắc đến giao ước Ngài lập cùng họ trong câu số 6.
ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Chúa nhắc lại giao ước mà Ngài lập với tổ phụ. Môi-se liền che mặt, ông sợ nhìn Chúa. Và rồi Ngài nói với dân Israel rằng: ta nghe thấy, ta thấy, ta nghe và ta biết cảnh ngộ của dân Israel. Và Chúa khẳng định rằng dân này là dân của ta. Ta đã thấy sự cực khổ của dân ta. Chúa nói rõ ràng Ngài đã thấy sự cực khổ của dân Ngài. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa không thấy con. Đôi khi chúng ta quên rằng mắt Chúa theo dõi chúng ta 24/24. Và Chúa vẫn đang theo dõi mọi cuộc đời của chúng ta như Chúa theo dõi cuộc đời của dân sự của Ngài trong hoàn cảnh của họ. Chúa không chỉ thấy nhưng mà Chúa còn nghe nữa. Chúa nghe tiếng kêu reo của họ. Tiếng kêu reo này là do sự hà khắc của người đốc quản quản lý công việc của họ. Và chắc hẳn Môi-se đã thấy sự khổ nhục của dân sự của Ngài. Hội Thánh nhớ 40 năm trước, ông đã trốn khỏi Ai Cập sau khi giết một người chỉ huy Ai Cập vì ông muốn cứu anh em của mình. Trong câu 24 và câu 25 của sách Ai Cập ký đoạn 2, Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời lại đói dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng nó. Chúa nói rằng Chúa không chỉ thấy mà Chúa nghe. Chúa nghe cái gì ạ? Chúa nghe cả cái tiếng than thở, cái tiếng than thở, cái tiếng thổn thức của dân sự của Ngài. Và ở trong Roma đoạn 8 câu 27, Đức Thánh Linh lấy cái gì? Lấy sự than thở của mỗi chúng ta. Chúa cảm biết cả những sự không nói ra được của chúng ta mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Chúa thấy, Chúa nghe tất cả và Chúa biết được tất cả nỗi đau đớn của dân Ngài. Thưa hội thánh, chúng ta đang học về các danh xưng của Chúa. Và buổi sáng hôm nay, chúng ta đang nói đến về danh xưng của Chúa là Eroi, tức là Chúa đấng đói xem. Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau. Và mỗi danh xưng có những cái tên để cái danh để diễn tả một phần tính cách của Ngài. Và hội thánh nhớ rằng khi chúng ta học về những danh xưng của Chúa để làm gì? Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Thi Thiên đoạn 9 câu 10. Chúng ta biết danh của Chúa là ai để chúng ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Và danh của Chúa mà sáng nay chúng ta học đó là Đức Chúa Trời hay đói xem, được xuất hiện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu thứ 13. Danh xưng Đức Chúa Trời đói xem. Câu chuyện của bà Aga bỏ chạy khi sợ Sarah vợ Abraham hành hạ mình. Bà ở trong cơn cùng khốn, bà cô đơn, bà mang cái bào thai ở trong đứa bụng của mình và đang chạy đến một giếng nước. Bà nghĩ ai còn nhớ đến mình, ai còn thấy hoàn cảnh của mình. Mà lạ lùng thay, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hay là chính Đức Giê-hô-va đã hiện ra và nói gì? Con ơi, hãy về với chủ của con, hãy chịu lụy dưới tay của Sarah. Thiên sứ Đức Giê-hô-va còn nói nữa: ta sẽ làm cho dòng dõi của con tăng gấp bội và không thể đếm được. Và thiên sứ nói như thế này: ngươi đang mang thai và sẽ sinh một con trai, và hãy đặt tên là Ít-ma-en. Hội thánh biết cái chữ Ít-ma-en trong tiếng Hebrew có nghĩa là gì không? Có nghĩa là Đức Chúa Trời lắng nghe. Đức Chúa Trời lắng nghe. Và đặt tên của mình là Ít-ma-en theo như thiên sứ, hãy đặt tên nó là Đức Chúa Trời lắng nghe, vì Đức Chúa Trời đã lắng nghe tiếng kêu than của người. Và sau cái đoạn 16 câu thứ 13, nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh Đức Chúa Trời hay đói xem, vì nàng nói rằng: chính tại đây tôi há chẳng thấy được đấng đói xem tao, đói xem tôi sao? Aga gọi Chúa là đấng Đức Chúa Trời hay đói xem,
vài cái giếng nước mà bà ngồi tại đó, bà mang cái tên đó. Cảm ơn Chúa. Cái thưa hội thánh, khi Chúa thăm viếng mỗi đời sống của chúng ta biết ơn Chúa. Và chúng ta hãy nói với Chúa của chúng ta rằng: Chúa ơi, Ngài Đức Chúa Trời hay đói xem con. Hội thánh có thể nói giống như bà Aga được không? Buổi sáng hôm nay: Đức Chúa Trời ơi, Ngài là đáng đói xem con. Ngài thông cảm tất cả nỗi đau, những phiền muộn của chúng ta. Aga nghĩ rằng chẳng ai thương bà, nhưng Chúa thương bà. Và lời Kinh Thánh rằng: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu trước mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Vì tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Thi Thiên 139 câu 7 đến câu 10. Thưa hội thánh, chúng ta không trốn khỏi được trước mặt Chúa. Chúng ta có đi đâu trốn với ai, nhưng mà không thể nào trốn trước mặt Chúa được. Và Ngài đắng đói xem, đắng thấy, đắng nghe và đáng biết tất cả những gì dân sự của Chúa đang đối diện và mỗi chúng ta. Thi Thiên đoạn 34 câu 15. Xin Hội Thánh đọc với tôi. Thi Thiên đoạn 34 câu 15. Ta cùng khởi sự. Mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình. Cảm ơn Chúa. Mắt Chúa đói xem mỗi chúng ta, người công bình của Ngài. Và Ngài nói rằng lỗ tai của Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Tôi nhớ trong câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về người đàn bà góa quấy rầy quan án đó, ở trong Luca đoạn 18, hội thánh nhớ không? Nó đến nhức đầu ta quá thôi, cái quan án không công bình mà nói rằng ta xử cho rồi. nó cứ quấy rầy. Chúa cho phép chúng ta quấy rầy không? Hội thánh nghĩ cho phép không? Chúa cho phép. Ta hãy nói với Chúa, hãy than thở với Ngài, hãy mét với Chúa những gì mà chúng ta thấy rằng có những sự cô đơn, bực bội, những cái uẩn khúc nào. Hãy đến với Chúa. Đức Chúa Giêsu Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Ngài thông cảm mọi yếu đuối của chúng ta. Ngài đã từng bị cám dỗ như chúng ta. Và lời khích lệ của Chúa rằng chúng ta hãy sao ạ? Hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước để làm gì? Hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Nhưng trong thì giờ đau đớn nhất mà chúng ta thấy rằng không chịu nổi được, hãy đến với Chúa và ngay trong thì giờ đó chúng ta sẽ được thương xót, tìm được ơn của Chúa. Cái phần thứ nhất chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là Chúa đói xem dân Ngài khi Ngài thấy, Ngài nghe và Ngài biết. Có một chị tín đồ ở tại Hội Thánh Đà Nẵng, tôi được biết với chị. Chị là một MC cũng khá biết nhiều ở trong các phòng trà ở Đà Nẵng. Nhưng mà vô tình thôi thì trong hoàn cảnh chị có vay tiền, vay nóng cho xã hội đen. Mà chúng ta biết là khi vay nóng là không ngờ xã hội đen đứng đằng sau và áp lực chị. Và chị khổ sở, chị khóc. Xã hội đen mà tiền nó ít mà nó lên quá chừng nhiều, không thể nào trả được nổi. Chị có vài lần định đi tự tử. Nhưng rồi Thánh biết sao không? Chị Văn đó lang thang trên mạng đi tìm kiếm một ông thằng nào giúp. Lang thang trên mạng coi YouTube thôi, xem vào những trang tin lành của mình, nghe truyền giảng tin lành và tin nhận Chúa. Chúa đói xem chị. Và chị đến Hội Thánh Đà Nẵng. Lúc đó ba mẹ tôi còn quản nhiệm Hội Thánh Đà Nẵng. Lúc đó ba tôi quản nhiệm nhưng mà ông đi xa. Có mẹ tôi ở đó. Và chị Văn gặp mẹ tôi, nói rằng cho biết thêm hoàn cảnh và nói rằng Chúa Giêsu là ai, xin bà nói thêm. Bà là người cao nhất ở đây đúng không ạ? Vì nghe đó là bà mục sư, ông mục sư đi rồi thì bà là người cao nhất, bà nói về Chúa Giêsu rồi cầu nguyện. Và chị Văn tin Chúa. Chị Văn bây giờ là một nhân sự yêu mến Chúa. Và sau đó Chúa giải quyết cho chị. Và từ trong tư thất đó chị cầu nguyện, và rồi số tiền nợ Chúa cũng cho. Bước dần. Và cảm ơn Chúa. Cái nước mắt của chị đó là bao nhiêu lần chị muốn kết liễu cuộc đời của mình, nhưng mà cái gì đó trong chị nóng lắm. Và mỗi lần chị nghe, khi mà chị nghe YouTube thôi, nghe giảng về tin lành thôi, thì cái gì đó nó sống động trong chị. Và chị biết rằng
Trước khi chị tin Chúa, Chúa nhìn thấy chị rồi. Sau khi tin Chúa, Chúa vẫn còn dẫn dắt chị nữa. Cảm ơn Ngài. Chúa yêu và khiến chị tìm đến Chúa. Kính thưa hội thánh của Chúa, bài học thứ nhất chúng ta đã học. Chúa đoái xem dân Israel nỗi cực khổ, cái sự than vãn của họ, Chúa biết. Và bài học thứ hai của chúng ta, không những Chúa thấy nỗi khổ, mà có Chúa có cái chương trình tuyệt vời để giải cứu dân của Ngài. Không hề tình cờ Môi-se gặp Chúa tại bụi gai cháy. Hội thánh nhớ Chúa bảo toàn mạng sống của ông, những đứa con trai khác thì bị giết đi quăng xuống sông hết. Nhưng mà Môi-se rất là lạ, được Chúa bảo toàn mạng sống. Rồi 40 năm ở trong cung điện, học tất cả sự khôn ngoan. Ngũ kinh Môi-se viết, ta biết. Tất cả những gì mà Môi-se viết được, học được, là Chúa trang bị cho ông. Rồi 40 năm tiếp theo, Chúa dạy cho ông bài học khiêm nhường hạ mình, phải đi chăn nuôi, sống xa như vậy. Và đây là cái thời điểm tốt nhất. Sau khi đã hạ mình ông 40 năm rồi, đây là thời điểm Chúa kêu gọi Môi-se để cứu dân sự của Ngài. Cuối câu thứ 7, cụm từ đó là: ta biết nỗi đau đớn của nó. Ngài đã thấy, Ngài đã nghe và Ngài đã biết. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ giải cứu họ khỏi tay người Ê-díp-tô. Và Ngài đưa họ đến vùng đất mới, đượm sữa và mật. Và chính Môi-se là người được Chúa sử dụng. Chúa nói với Môi-se ở trong câu 8, tôi xin được phép đọc: ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tích, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xít ở. Chúa ngự xuống, cái bàn tay của Chúa sẽ giải cứu khỏi tay người Ê-díp-tô. Và câu 9, câu 10, hai câu tiếp theo: này, tiếng kêu của dân Israel thấu đến ta, ta thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dẫn dắt dân ta, là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se, Ngài có cái chương trình tuyệt vời và cánh tay quyền năng của Ngài. 10 tai vạ chúng ta đã biết. Và cuối cùng, tai vạ thứ 10, con trai đầu lòng của người Ê-díp-tô phải chết, huyết trên mày cửa để cứu những người dân Israel. Và Chúa thực thi những thẩm quyền của Ngài khi biển đỏ rẽ đôi, giải cứu, dẫn dắt dân sự đi. Ngài làm tất cả. Tình yêu của Chúa, sự quan tâm của Ngài đối với dân sự của Ngài. Thưa hội thánh, không chỉ Chúa giải cứu khỏi nhà nô lệ Ê-díp-tô, nhưng mà chúng ta nhớ cái phần tiếp theo là Chúa muốn mỗi chúng ta kinh nghiệm đến cái nơi mà Chúa muốn, đó là gì ạ? Nơi đượm sữa và mật, nơi đất hứa. Chúng ta muốn điều đó không? Chúa không phải, tình yêu của Chúa không phải là giải cứu thôi, nhưng mà Chúa muốn điều tốt nhất cho dân sự của Ngài. Chúa đi với dân sự, Chúa không chỉ là giải cứu là để Môi-se làm gì thì làm, không. Chúa đi cùng Môi-se, và Môi-se nói rằng đi cùng với Môi-se, được Chúa đi cùng. Hội thánh tưởng tượng, với số dân đông khoảng 3 triệu người, 3 triệu người cùng với bầy súc vật, mà hành trình ở đâu ạ? Hành trình trong sa mạc. Hội thánh nghĩ là sa mạc đủ thứ rắn, biết bao nhiêu thứ. Ồ, sa mạc kinh khủng lắm. Với số dân 3 triệu người và bầy súc vật, khó để hành trình trong sa mạc Sinai. Nhưng mà hội thánh xem ở trong Xuất Ký đoạn 13, câu 21, câu 22. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày có trụ mây. Xin bấm slide tiếp theo. Để đi đường, ban đêm một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu chúng đi đường luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây, ban đêm, ban ngày trụ mây chẳng bao giờ xa cách dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Hội thánh thấy dân sự được Chúa đi trước, Chúa bảo vệ mà Chúa phải đi sau nha. Người chăn luôn đi trước và Chúa đi trước dân sự. Hội thánh thấy thương không? Thấy thương yêu, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta không?
Ban ngày nóng á, có trùm mây che bớt nóng. Ban đêm thì lạnh, lạnh lắm. Ai qua Do Thái thì biết. Và có trụ lửa. Ban ngày, ban đêm, Chúa đi với dân sự. Và dân số ký đoạn 9 câu 22 câu 23. Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc 2 ngày, hoặc 1 tháng, hoặc lâu hơn thì dân Israel cứ đóng trại, không hề ra đi. Nhưng khi trụ mây cắt lên thì họ ra đi, dân Israel hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va. Khi nào trụ mây lên thì họ mới đi. Mà trụ mây dừng là họ dừng. Một ngày họ cũng dừng, hai ngày họ cũng dừng, mà họ thánh thế họ dừng bao lâu à? Có khi cả tháng luôn. Cả tháng cũng dừng là dừng. Nếu sao? Nếu Chúa đi thì mới đi, trụ mây đi thì mới đi. Có nhiều khi chúng ta đi nhanh quá, chúng ta rớt té đó, thất bại đó. Đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Họ chỉ đi theo mạng lệnh của Chúa, theo chương trình của Chúa. Cảm ơn Ngài. Hình ảnh mà tôi rất là thích khi nói về tình yêu của Chúa dành cho dân sự của Ngài, khi ngồi đá xem. Và Ngài nói rằng là như người cha đó, ở trong phục truyền đoạn 1 câu 31, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như con trai, như người, như một người bồng con trai của mình. Chúa yêu dân sự mà Chúa bồng như vậy. Lời giáo huấn của Chúa dành Môi-se, dành cho dân sự của Chúa, hãy nhớ lại Đức Giê-hô-va đã bồng ngươi như một người bồng con trai của mình vậy. 40 năm áo sống ngươi không hư mòn, chăn ngươi không phù lên. Áo sống không mòn, chăn không phù lên ở trong sa mạc, bởi vì trụ mây và trụ lửa vẫn đi cùng, vì Chúa vẫn đi cùng dân sự của Ngài. Sự chăm sóc của Chúa trên dân sinh ngày xưa và trên mọi ngôi chúng ta ngày hôm nay vẫn thật lạ lùng. Người mẹ, người cha yêu thương con trai của mình. Người mẹ có quen con trai mình cho bú, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa vẫn không quen chúng ta. Buổi sáng hôm nay không ai trong chúng ta có nghi ngờ tình yêu của Chúa không? Nhưng mà khi mà dân sự của Chúa gặp thử thách một chút thì họ làm sao, kính thưa hội thánh? Họ có gặp thử thách một chút thôi. Họ nói gì? Cho tôi về ăn củ kiều, ăn cái dưa hành xứ Ai Cập. Đó là tình yêu họ dành lại với Chúa đáng cứu, đáng đói xem họ như vậy. Nhưng mà họ thèm dưa hành củ kiều. Nhưng mà Chúa vẫn yêu dân sự. Và chúng ta biết Chúa vẫn dấy Giô-suê tiếp tục Môi-se khi qua đời. Và rất tiếc có một thế hệ đi theo bởi vì vô ơn ở lại, không vào đất hứa được. Như chúng ta biết, Chúa dấy Giô-suê tiếp tục hành trình và đi với họ. Và rồi khi vào trong đất hứa, trong thời kỳ các quan sát, họ lại phạm tội, quên Chúa. Và mỗi lần họ quên Chúa, phạm tội, bị Chúa phạt, thì họ lại kêu cầu cùng Chúa. Và mỗi lần họ kêu cầu cùng Chúa thì Chúa lại đói xem họ. Điển hình như Chúa dấy Gideon ở trong các quan sát đoạn thứ 6. Chúa không hề quên dân sự của Ngài. Xin Hội Thánh đọc với tôi trong Esai đoạn 6, 46 câu 3 và câu 4 để nhắc lại sự thần tín của Ngài. Trong mấy chiếu đây chúng ta cùng khởi sự. Ta đã gánh các ngươi từ lúc mới sanh cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã dạ, cảm ơn hội thánh. Ba cụm từ mà hội thánh của Chúa lưu ý: gánh vác, bồng ẩm, giải cứu. Đức Lục Thánh thật là cảm động. Chúa nói với dân sự của Chúa và nói với chúng ta rằng Chúa đã thay dựng hay là dựng nên chúng ta từ lúc nhỏ trong mới sanh, rồi Chúa vẫn còn bồng ẩm chúng ta ngay trong lòng mẹ, đến chừng chúng ta đầu râu tóc bạc, Chúa vẫn còn gánh vác, vẫn còn bồng ẩm, vẫn còn giải cứu chúng ta. Không biết ở trong con cái Chúa, mỗi chúng ta ngồi tại đây thánh trường mình giảng, chúng ta có sợ tương lai không? Không biết rồi có chiến tranh hạt nhân không? Không biết rồi chuyện gì xảy ra nữa, có nhiều thứ quá.
Nhưng mà Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài gánh vác bồng ẩm và giải cứu chúng ta ở trong quá khứ. Ngài nói rằng ngay hiện tại Ngài vẫn đang gánh vác, đang bồng ẩm, đang giải cứu. Và tương lai của chúng ta ở trong tay của Chúa, tương lai Ngài vẫn đang gánh vác, đang bồng ẩm và đang giải cứu chúng ta, sẽ giải cứu chúng ta, để chúng ta yên lòng. Không phải trong quá khứ, không phải trong hiện tại mà thôi, nhưng mà cả tương lai, đầu râu tóc bạc, chúng ta vẫn là trong vòng tay của người cha, người mẹ bồng ẩm. Nhưng mà câu hỏi buổi sáng hôm nay chúng ta đặt ra đó là Chúa, tại sao Chúa đói xem dân Ngài? Tại sao Chúa đói xem mà Chúa giải cứu dân Ngài như vậy? Tại sao Chúa yêu dân Israel quá vậy? Tôi sẽ được phép đọc ở trong Phục Truyền đoạn 7, câu 7, câu 8. Vì ngươi là một dân thánh cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va triều mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác, nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Dân Israel tại sao được Chúa đói xem và được Chúa thương, Chúa giải cứu như vậy? Chỉ vì một điều mà Chúa nói, đó là vì một chữ thôi. Chúa gì ạ? Chúa chọn là Chúa yêu. Đúng không? Không phải là vì dân này đông hơn, là dân này có gì đặc biệt, nhưng mà chẳng qua là bởi vì, nhưng ấy là vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi. Chúng ta ngồi tại đây, chúng ta thấy tình yêu của Chúa không? Chúa không quên chúng ta. Chúng ta chẳng qua là vì ăn điện không đáng gì, nhưng mà Chúa vẫn yêu chúng ta và chọn chúng ta. Xin Hội Thánh đọc với tôi trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 19 câu 4 đến câu số 6. Không biết chúng ta có thể đọc được không ạ? Dạ, chúng ta cùng khởi sự. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho... Cảm ơn Hội Thánh. Chúa nói với dân sự của Chúa và mỗi chúng ta ngày hôm nay, ta, các ngươi có thấy không? Thấy gì? Thấy ta đã làm cho người Ê-díp-tô, thấy ta đã chở các ngươi trên cánh chim ưng. Cánh chim ưng ở trên cao an toàn, Chúa đã giải phóng họ, dẫn các ngươi trở về cùng ta. Cảm ơn Chúa. Nhưng có một điều mà Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta, đó là chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là dân được chọn để làm một thầy tế lễ, một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh cho ta. Hãy nhớ điều đó. Cho nên cái phần kết luận ở đây, trong phần Ba La Mã là cái phần kết luận của tôi, của chúng ta buổi sáng hôm nay. Thái độ của chúng ta với đấng đói xem. Ba điều chúng ta cần phải làm với đấng có danh xưng đói xem, đấng luôn nhìn thấy, Đức Giê-hô-va Ê-rôi. Chúng ta sẽ làm gì? Thái độ của chúng ta là phải biết ơn Chúa. Chúng ta không quên ơn Ngài như dân Israel, để rồi cả một thế hệ cùng Môi-se chỉ có Ca-lép và Giô-se bước vào đất hứa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Chúng ta không quên ơn của Chúa. Thi Thiên 103 câu 2 và câu 4 chúng ta đã đọc, để chúng ta luôn luôn biết rằng tình yêu của Ngài, không quên ơn của Ngài. Thứ hai, điều mà chúng ta cần làm nữa, đó chính là chúng ta sống tin cậy nơi Chúa. Thi Thiên đoạn 37 câu 3, hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Giữa một thế giới, một xã hội đầy thách thức, chúng ta dễ phiền lòng, dễ ganh tị, dễ mệt mỏi.
Nếu mà chúng ta cứ ghen tị, cứ phẫn uất thì chỉ làm chúng ta mệt mỏi mà thôi. Nhưng bởi vì chúng ta biết ai đang đói xem chúng ta, cho nên chúng ta để lòng tin cậy nơi Ngài, trao mọi gánh nặng cho Chúa. Ngài sẽ chẳng hề để cho người công bình bị rúng động. Thi Thiên đoạn 55 câu 22. Tôi thích cái chữ ở đây, đó là nuôi mình bằng gì ạ? Bằng sự thành tín của Ngài. Chúng ta đáng đói xem chúng ta sẽ nuôi chúng ta. Chúng ta sẽ được nuôi không phải vì tiền bạc của chúng ta, không phải nuôi vì cái gì đó bên ngoài hay là bất cứ ai, nhưng mà chúng ta được nuôi mình bởi sự thành tín của Chúa, đáng giữ lời giao ước, đáng đó có thể làm thành mọi điều Ngài hứa với chúng ta. Hãy biết rằng chúng ta được nuôi mình bởi sự thành tín của Chúa. Và một điều cuối nữa xin được nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng hôm nay, đối với tinh thần đáng đói xem, chúng ta hãy làm điều lành trong sự. Tức là Chúa đang đặt để chúng ta ở thánh chương minh giảng, Chúa đang đặt để chúng ta ở trong môi trường nào, ở trong gia đình nào, bất cứ hoàn cảnh nào, là cái thời điểm mà Chúa muốn chúng ta làm gì? Giúp đỡ, yêu thương, làm lành, sống tốt ra. Nhận ơn của Chúa hãy ban ra. Các ngươi sẽ là một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh. Các ông thầy tế lễ là người luôn luôn làm gì ạ? Chúc phước cho người khác. Chúng ta đi đâu cũng đem nguồn phước cho người khác. Chúc phước, phước hạnh tuôn đổ từ Chúa cho chúng ta. Mỗi chúng ta biết rõ Chúa là ai, đáng đói xem mỗi chúng ta, mọi nỗi đau khổ của dân Ngài. Ngài không chỉ thấy những nỗi khổ của dân Ngài, nhưng Ngài đã cứu chuộc. Ngài cùng đi với dân Ngài để đưa vào nơi tốt đẹp nhất, đặt hứa đượm sữa và mật. Và tinh thần của chúng ta không quên ơn Ngài, tiếp tục bước đi trong đức tin và làm đẹp lòng Chúa nơi Chúa đang đặt để chúng ta. Muốn thật hết lòng, xin Chúa ban phước cho thánh của Chúa. Xin cảm ơn.